nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2024. Ngày 23 tháng 7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Cao Phi Hùng làm trưởng đoàn đã đến dân hoa dân hương nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng và thăm động viên tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tham gia cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu, các cơ quan chức năng quân khu. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, trong không khí thiêng liêng, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác quân khu nguyện tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết chung sức đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã trao 30 xuất quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn quận Cầm Lệ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của lực lượng Vũ trang quân khu 5 đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, cùng toàn Đảng toàn dân chăm lo no ngày càng tốt hơn đời sống cho người có công với cách mạng.